Hôm nay mình sẽ đi mua một cái con chè than và để thả vào Avi các bác này. Mình vừa mới đến cái quán này, là cái quán bán chim cảnh. Họ bán rất là nhiều loại, mình cũng thường xuyên mua ở đây. Đấy, con chè than, mình sẽ bắt cái con ở trong lồng này. Đấy, đang nhảy tíu tít này. Đấy, thả vào cho nó vui, bởi vì trong Avi mình có một con chè than mái rồi. Bây giờ mình mua một con chè than trống nữa để thả vào đấy cho nó có trống có mái. Em vừa mới mua thêm để thả vào Avi một cái con chè than. Đây, đang nhảy lục cục trong này. Vì nguyên tắc cộng đồng cho nên là em sẽ không cầm nó ở trên tay, mà em sẽ thả luôn, quay chậm cho các bác xem. Đây, mua một túm sâu quy. Túm này 20.000 này, khá là đắt. Và nó là mồi tươi. Mùa này cào cào châu chấu ít dế ở miền Bắc thì nuôi nó khá khó, cho nên là tôi mua sâu quy về cho nó ăn vậy. Đây, bây giờ em sẽ quay chậm thả cho các bác xem nhé. Đây, em chờ lửa đây. Em chờ lửa, nhìn thấy cái túm sâu này đã chạy ra tấn công rồi. Đấy. Về chứ, lấy cho ăn chứ, ai chơi bài ra phá như thế. Đấy, đấy, tấn công luôn nha các anh nha. Rất là dạn này. Em này là nuôi bổi lên đấy. Nuôi bổi lên mà nó dạn lắm này. Đây là Avi của em đây. Thả là khá là nhiều chim rồi. Mấy con trò màu này, chim gáy này, chim bẫy này, rồi ngũ sắc này, rồi chim khuyên này, chim sáo bạch hỏa này, rồi cuốc này. Rất là nhiều thứ. Đây, em này vẫn đang tấn công cái túi này. Em gan thế. Em nuôi chim em rất là yêu thương nó, cho nên là nó rất là quý. Mà mặc dù là toàn chim bổi nha các bác nhá, không phải là chim nuôi non đâu. Đó.
Vâng, xin cảm ơn các bác đã ghé thăm clip em đăng trên kênh Sáng Tạo. Em vừa mới thả một con chè than vào trong AV. Hy vọng là clip này sẽ mang lại niềm vui cho các bác. Các bác hãy đăng ký kênh Sáng Tạo ủng hộ em nhé. Hẹn gặp lại các bác trong clip tiếp theo.